Shop chuyên cung cấp keo bẫy cò, em xin kính chào toàn thể các bác. Đấy, hôm nay em lại quay cho các bác xem này, keo nhà em kéo từ thùng ra này các bác này. Đấy. Nhiều bác hỏi bảo sao lại kéo từ thùng ra, bảo keo siêu dính mà lại không bị dính tay này các bác. Lý do là như này các bác nhỉ. Lý do là bên em nhé, pha một thau nước có xà phòng này, và cả tay cả kéo đấy các bác nhìn này nhá, đều phải có nước xà phòng thì nó mới không dính. Đấy là lý do vì sao cái keo nhà em lại không gọi là siêu dính mà lại không dính vào tay khi nhúc keo bên em đóng hàng ra nhé. Đấy, keo nhà em là dòng keo trong pro, loại một keo siêu dính này, đánh cả nắng cả mưa, bao không chảy dưới nhiệt độ 50 dưới 50 độ C các bác nhé. Đấy, bên em gửi đi cân đi cho các bác từ 1 cân trở lên này. Đấy, dòng keo nhà em đấy các bác, bán quanh năm ngày tháng luôn. Và keo này thì các bác cũng để thoải mái nhé, để hết năm này sang năm khác vẫn đánh được ạ. Đấy, chứ không như cái dòng keo mủ hay những cái dòng keo nhái, có những bác mua ở những chỗ khác và gọi điện đến bên em đặt keo thì bảo là tôi đặt ở chỗ khác thì nó bị một thời gian nó bị cứng lại, nó không dính. Thì keo nhà em thì đưa đến cho các bác chất lượng keo loại 1 nhá, và là dòng keo công nghiệp, bên em bán quanh năm ngày tháng và đảm bảo với các bác, bảo hành cho các bác luôn, là các bác có thể sử dụng quanh năm ngày tháng luôn nhé, đến khi nào ghét hộp thì thôi các bác ạ. Và dòng keo này các bác có thể đánh đánh cò, đánh việc diệc, đánh vạc, đánh tất cả những con chim có lông, đấy, kể cả chuột cũng dính được các bác ạ. Đấy, keo kéo từ thùng ra đây rất là dính luôn các bác nhé. Mùa này kéo keo cũng hơi vất vả vì vào mùa đông rồi, mùa lạnh rồi, keo nó cũng hơi hơi cứng hơn so với mùa hè các bác ạ. Mùa hè thì keo nó sẽ loãng hơn vì nhiệt độ nó nóng mà, nhưng mà nóng nóng là nó loãng thôi chứ nó dẻo thôi chứ nó không phải nó chảy đâu các bác nhé. Đấy, keo này keo siêu dính, bên em gửi đi cho các bác từ 1 cân trở lên này, và cân rất là tươi tỉnh từ 1 cân trở lên nhé. Đấy, cân tươi tỉnh cho các bác, đóng hộp cho các bác từ 1 cân, và các bác mua số lượng nhiều từ 3 cân trở lên thì bên em sẽ miễn ship, còn dưới 3 cân thì các bác 1-2 cân thì các bác cộng 30.000 phí ship cho em. Các bác mua số lượng nhiều như là chẳng hạn như 10 cân hay một thùng như này thì bên em sẽ để giá xỉ các bác nhé. Đấy là chất lượng keo. Còn đây là bên em bán thêm cả que, que để cho các bác đánh cò. Tất nhiên là có keo thì cũng phải đi kèm cả que cả cò đúng không, để cho combo, đủ combo cho các bác đi bẫy mà. Đấy, que thì bên em cung cấp cho bác dòng que nan nhựa carbon như này, bẻ không gãy, đốt không cháy các bác nhé. Và que này các bác có thể tái sử dụng, đi tái sử dụng lại nhiều lần. Đấy, đây em bẻ cho các bác xem, không gãy tẹo nào luôn, không gãy nhá. Đấy, không gãy, đốt không cháy các bác ạ. Em cũng thử đốt rồi, đốt không cháy được. Đấy, và phun sơn tĩnh điện màu xanh như này, có tính ngụy trang rất là tốt, ngụy trang với cây cỏ. Đấy, rất là tốt luôn. Que thì bên em có loại 1 ly 7, 2 ly 1, cắt sẵn cho các bác là 50 phân và 60 phân. Đấy, các bác nhìn đấy nhá. Và sơn cái màu xanh này, xanh rất đẹp nhá, xanh lá mạ rất đẹp. Đấy, có nhiều nơi sơn cũng cắt lan ra, cũng học cũng sơn, nhưng mà sơn cái màu xanh sẫm ấy các bạn, em thấy thẩm mỹ nó không được đẹp lắm, không được đẹp mắt. Đấy, với anh em thì sơn màu xanh này nó ngụy trang với màu cỏ, màu lá. Đấy, rất là đẹp luôn và rất là giống nhá. Và các bác cắm cò cũng cắm trực tiếp luôn bằng cái que này các bác ạ. Và khi đi đánh, khi các bác bôi keo vào, các bác có thể bôi từ 15 đến 20 phân như này để các bác đi cắm. Cắm xong về các bác tuốt keo ra và các bác quấn vào cái túi bóng ấy. Đơn giản thì các bác cứ quấn vào cái túi bóng ở chỗ cái phần các bác bôi keo. Đấy, xong các bác cất đi. Xong đến hôm các bác đi bẫy các bác lại bỏ ra. Thế thôi, bảo quản rất là dễ các bác ạ. Không cần cầu kỳ. Chỉ cần hơ qua lửa và tuốt cái keo đi và xong các bác quấn vào cái túi bóng là được. Đấy là cách bảo quản que. Còn cò thì bên em đưa đến cho các bác là cò, là cò xốp này, thân là xốp cứng, cổ là xốp dẻo này. Đấy, các bác có thể tháo lắp rất là dễ dàng và không bị gãy nhá. Thân thì các bác có thể cắm nhiều lần, nó không bị bay cò, không bị và nó dễ cắm, nó không bị lỏng. Đấy, nếu mà các bác làm cái thân là xốp cứng này, là xốp dẻo này, nó sẽ, một là các bác nhìn nó có hàng như này nhé, nó trời mưa nó sẽ nhanh bị bong này, hai nữa là các bác cắm vào cái xốp này nó nhẹ, nó sẽ bay này, ba là cái cắm vào cái lỗ của cái xốp dẻo này, này một vài lần nó sẽ bị lỏng, nó xoay cò. Đấy, em bên em tìm hiểu, tìm tòi đưa đến cho các bác.
cái chất lượng tốt nhất để cho các bác đi bẫy rồi. Đấy. Và keo thì em báo giá rồi đúng không ạ? Còn que thì bên em sẽ đưa đến cho các bác 150 một cân nhé. À, 1 ly 7 và 2 ly 1 giá đều là 150, cò là 20.000 một con. Các bác muốn mua số lượng như thế nào thì cứ gọi điện vào số điện thoại em ghi vào góc màn hình, số điện thoại có Zalo. Em sẽ tư vấn gửi hình cho các bác để đặt hàng cho chuẩn xác nhé. Và để tiếp tục theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh, em sẽ đưa đến cho các bác những sản phẩm chất lượng để cho các bác đi bẫy. Cảm ơn các bác đã theo dõi em hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.